Sáng ngày 24 tháng 3, trường tiểu học Đồng Thịnh tổ chức ngày hội học sinh tiểu học thiếu nhi vui vẻ tiến bước liên đoàn năm học 2022-2023. Tại chương trình, đoàn thanh niên xã Đồng Thịnh đã trao tặng nhà trường công trình thanh niên, bàn học thân thiện nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bàn học thân thiện được xử lý và tái chế từ những chiếc lốp xe đã qua sử dụng nhằm mục đích giáo dục và tuyên truyền tới các em học sinh về việc bảo vệ môi trường. Cũng trong ngày hội, nhà trường đã cho ra mắt thư viện số với mã quét QR thư viện và các đầu sách giáo khoa điện tử, các nhóm lớp từ 1 đến 5. Tiếp đó, nhiều hoạt động của ngày hội đã được diễn ra, như màn đồng diễn Plasmod được hơn 300 em học sinh của nhà trường cùng biểu diễn dưới nền nhạc cùng cun bảo vệ môi trường, giao lưu các trò chơi vận động giữa học sinh, cha mẹ và thầy cô giáo nhà trường với các trò chơi như đưa bóng bay về rổ, đưa bóng bàn về đích, các hoạt động góc giáo dục địa phương, thi rung chuông vàng, đọc sách thư viện được các em học sinh hào hứng tham gia. Ngày hội thiếu nhi khỏe tiến bước liên đoàn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống của đoàn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, thi đua học tập, rèn luyện của các em, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em học sinh được giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên, đoàn viên tốt, chống ngoan Bác Hồ.